Cùng đi cây, tìm hiểu quy trình xóa sửa lông mày của một vị khách hàng đặc biệt nhé. Tình trạng ban đầu, màu mực bị trổ đỏ, không có sợi, da mắt trùng, chảy xệ. Không, nói chung là cũng bình thường, hơi căng căng một tí. Khi xong rồi thì mình sẽ cảm thấy chăm chích một tí, còn khi làm thì bình thường. Lông mày thì mình sẽ làm một dáng lông mày hợp mặt, tại vì nhu cầu của cô Hương là cũng thích nhẹ nhàng tự nhiên thôi, thì mình sẽ làm một dáng lông mày mềm mại hài hòa, và khuôn mặt của cô thì sẽ hợp với dáng hơi cong một chút xíu đó. Cái phần khung xương này của cô đang chạy này rất là mềm mại, và con sẽ bám luôn vào phần khung xương và lông thật của cô để làm sao nó hài hòa với đúng khung xương và nó hợp với cái tổng thể khuôn mặt của cô nhé. Mày sau khi hair chop, sợi mày mềm mại, siêu tự nhiên, dáng mày hài hòa với khuôn mặt. Thì chị Hà mình nói là con người mình ra ở cái chỗ đấy, vậy là có những là có cái dịch vụ là rất là tốt về cái xóa xăm, xóa mày đấy. Vâng, là mày rất là tinh tế. Nói chung là phụ nữ thì thích làm đẹp. Nhưng mà nhiều người cũng sợ đau, nhưng mà trong cái dịch vụ này thì mọi người cứ yên tâm. Tôi là người sợ đau nhất, chưa bao giờ có một cái rối dính vào người cho nên rất là sợ đau. Nhưng mà tôi làm tôi cảm thấy rất là thoải mái, tự nhiên là tự tin. Dạ vâng.